Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là một ngày tập vai cho các bạn. Đó, mình bây giờ đang vào khởi động đây. Thói quen khởi động bằng dây kháng lực làm cho cái cơ của chúng ta nó nóng lên rất là nhanh. Mình rất là thích khởi động bằng cái sợi dây kháng lực này với những cái bài nó như thế này. Nóng rất là nhanh để đi vào tập luyện một cách hoàn hảo hơn. Các bạn cũng nhớ sắm cho mình một cái sợi dây kháng lực, sau đó thì tập ha. Rất là, nói chung là khởi động với dây kháng lực khá là ok đấy. Một ngày tập luyện nó có được hiệu quả hay không thì nhờ hết vào cái phần khởi động rồi đấy các bạn. Nhưng các bạn hãy chú ý cái phần khởi động hang. Ví dụ như cái bài này này cũng khá là ok. Hôm nay đi là đi tập uống chút cà phê vào cho nên là bây giờ khá là tỉnh táo. Đó. Hôm nay thì chủ yếu sẽ những cái bài đầu tiên thì sẽ là vào vai trước đi. Đó, soi gương lấy lại tinh thần tí xong rồi đi vào tập. Tập đầu tiên thì mình sẽ tập với cái máy Smith Machine. Bài tập nó cũng, nói chung là bài tập đầu tiên thì sẽ ưu tiên những cái bài tập nặng trước. Đó. Mình tập với cái máy này để cảm nhận nó được tốt. Giờ cho tạ vào và tập thôi. Làm nóng cơ trước thì mình sẽ đẩy quả 10 trước đi. Sau đó thì sẽ nâng thêm trọng lượng sau. Đối với mình thì vai là nhóm cơ dễ chấn thương nên là mình khá là thận trọng trong cái việc tập vai. Nâng trọng lượng nó cũng vừa phải thôi. Quan trọng là cảm nhận là chính. Nhưng mình cũng không có muốn tập hardcore quá. Giờ cũng lớn tuổi rồi nên là không còn trâu bò được như lúc trước nữa. Mình đẩy xuống sâu một tí để cảm nhận nó được tốt hơn. Rồi bây giờ lên phát quả 20 luôn, là tổng là mỗi bên là 30, 60 với cái thanh đòn là bao nhiêu nữa mình cũng chả nhớ nữa, 5, 10 kg hay là 20 kg nữa, cũng không nhớ nữa. Giờ tập không có thời gian nữa, mình thường không có thời gian tập luyện cho nên là đi tập vừa quay ào ào cái xong rồi là phải đi về để đi làm luôn. Bây giờ cái phòng tập gym nó cũng giới hạn tập nữa, có nghĩa là mỗi chỗ sẽ được tối đa cho tập là 20 phút. Trời ơi, tập gym ở Nhật Bản nó là một cái gì đó nó khá là mình cũng cảm thấy nó hơi khó chịu. Khó chịu nhất là nó 1 giây thôi nó cũng không cho cởi trần. Nếu mà nó nhắc nhở nhiều quá thì kiểu sẽ bị đuổi ra khỏi phòng gym á, bị banner khỏi hệ thống phòng tập luôn. Điều đó thì mình không muốn một chút nào, bởi vì đây là phòng gym gần nhà khá là ok. Mình không muốn đi xa tốn tiền tàu và tốn thời gian. Đó. Đẩy cũng khá là vâm ấy. Nhờ cái quấn cổ tay này nên là đẩy tạ nặng nó cũng sẽ đỡ lo lắng hơn. Quấn chặt vào này, gân guốc nó nổi lên. Rồi. Phòng tập mà nó set đèn tối ấy, cho nên mình cũng phải bù thêm ánh sáng vào cái đèn flash của mình mang theo. Khá là chói mắt đấy, nhưng mà thôi, hy vọng là quay sẽ đẹp.
lên, mặt nhăn như khỉ. Đấy, siết cơ này, cảm nhận. Các bạn tập xong mỗi set tập thì hãy cố gắng siết siết lại tí để cho cái lưu lượng máu nó bơm vào trong cơ được một cách tối đa hơn. Rồi, bây giờ mình bay vai với cái máy này. Hôm nay là một ngày kiểu khá lười biếng ấy, cho nên toàn tập với những cái máy mà set up đơn giản. Bài này cũng khá là thốn đấy. Cái này hình như là nó tấn công vào cơ vai giữa nhiều hơn. Chung là cảm nhận đó, chậm rãi lên nhanh và đưa xuống có kiểm soát đó, để cảm nhận được tốt hơn. Các bạn có thể nhìn thấy cái chuyển động cơ vai của mình ở bài tập này đó, nó khá là đấy, các bạn nhìn thấy không? Ok đấy. Nếu mà phòng tập các bạn có máy này thì nên tận dụng tập để build cơ vai, không thì lại phải với quả dumbbell. Nhưng mà với người mới thì mình nghĩ là nên tận dụng cái máy này để tập, nó form dáng nó cũng vào chuẩn rồi, không cần phải gì, chỉ cần cứ ngồi lên và tập thôi. Hôm nay là một ngày khá là yêu đời đấy. Nào, bây giờ đi sang chỗ dumbbell này, khu vực dumbbell để tập phần vai sau. Trước buổi tập uống ly cà phê vào tỉnh táo vui vẻ lắm. Các bạn nhớ mua một ly cà phê uống trước buổi tập nha. Nào, bây giờ mình kê cái chán vào trước cái ghế, xong rồi tập. Lần này là mình chọn cái quả tạ nó nặng quá nên là mình nâng nó không cao lên được một chút. Mình quả 12 đối với mình là hơi khó. Đáng nhẽ là mình chọn nên chọn quả 8 hoặc là quả 10 thì nâng lên và kiểm soát nó sẽ được hơn. Đỏ hết cả mặt này, các bạn có thể nhìn thấy không? Nên là đó, mình hơi dại một chút. Chọn hơi nặng quá. Các bạn bài này trọng lượng là vừa đủ thôi nhé. Như này là mình chọn hơi nặng quá là hơi sai đấy. Nâng còn không nâng được lên hết. Sorry ha. Tại mình cũng lười đổi tạ nữa. Chiêu chiêu. Nhưng mà tập tạ nặng với cái bài này mình cảm thấy nó không được sao nhở? Nó không được cảm nhận bằng bằng cái tạ vừa phải và tạ nhẹ đâu. Bài này ăn vào nhóm cơ vai sau khá là nhiều. Nhóm cơ cụ thể gì thì mình cũng không có nhớ nữa. Tên tiếng Anh khá là khó nhớ. Nào, bây giờ thì bài bài này là bài Cable Upright Row à. Đó. Cái này nó sẽ vào cầu vai. Cũng như mình cũng cảm nhận cái phần vai trước vào cũng nhiều ấy chứ. Vai trước với cả vai giữa khá là thốn. Tập này mình cảm nhận khá là thích luôn á. Nói chung là tập với cáp thì thường rất là sao nhỉ? Mình theo theo mình thôi thì mình cảm nhận nó vào hơn là với cả dumbbell với cả các bài khác. Nói chung là mình rất là thích tập với cáp. Check check camera để xem là đã quay được chưa. Nào. Lên. Thường upright row này mình nghĩ rằng là sẽ cầm cái sợi dây thừng á thì nó đỡ đau cổ tay hơn, chứ tập với cái thanh ngang như kiểu mình đang cầm này nó thấy hơi hơi đau cổ tay. Các bạn có cảm nhận vậy không?
sau mình sẽ lấy dây thừng mình tập, chứ không không lấy thanh ngang nữa, thấy hơi đau cổ tay. Rồi, bài này là bài Break Pull. Đó, mình sẽ tập vào cái máy này. Thông thường là máy này là dùng để máy kéo lưng này, nhưng mà mình sẽ dùng để kéo vai. Lên. Bài này cũng ăn khá là sâu vào tất cả cái vùng lưng trên với lại phần vai sau ha, cả phần cầu vai nữa, cơ trapezius. Bài này mà lưng mà khom khom một tí hướng về phía trước á, tập khá là vào phần trap ấy. Cũng không cần phải lưng thẳng ở cái bài tập này đâu các bạn. Đó, cứ thế lên thôi. Đó, đó đấy. Hướng về phía trước. Rồi. Cảm nhận bài này khá là thốn đấy. Mình rất thích bài này. Nếu các bạn thích bài này thì hãy nhớ thêm vào danh sách tập luyện của các bạn nha. Tập thử và trải nghiệm. Uầy. Vậy là bài tập một ngày tập luyện của mình hôm nay là kết thúc. Bây giờ pull tí, soi gương tí đây, lấy tí động lực. Nói chung là thành quả hôm nay tập luyện. Buổi tập vai chiều chiều hôm nay kết thúc. Hy vọng các bạn hãy thêm cái bài tập này vào trong cái danh sách tập vai của bạn. Khi mà các bạn cảm nhận là thấy trình độ của mình nó tăng lên thì các bạn hãy thêm số rep và thêm trọng lượng ha. Và tập luyện nó cũng liên quan đến dinh dưỡng, thì các bạn hãy cố gắng thiết lập cho mình những cái chế độ dinh dưỡng nó phù hợp nhất với các bạn để bổ trợ cho các bạn có một cái ngày tập luyện nó được ok nhất nha. Đó. Vậy thôi. Nếu các bạn yêu quý mình hãy cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để chúng ta có thể tìm thấy nhau được dễ dàng hơn. Và mình cũng sẽ cố gắng để ra thêm những video để chúng ta cùng tập luyện. Đó. Vậy thôi ha. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một like. Bình luận xuống bên dưới cho mình biết nhá. Các bạn muốn trao đổi với mình về những cái gì, hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nhá. Thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.